Đấy, chào mọi người, anh em nào mà yêu thích dòng Shindewa phát cỏ ấy, thì mua con này cắt rất là khỏe, bao khỏe, bao khỏe, bao mạnh. Này là S35 nha mọi người, Shindewa S35 nha. 35cc nồng nó chắc là như tầm 36 đến 38 ly gì á mọi người. S35 này là máy về sơ bán ngoại, máy đẹp nha em, mọi người nhìn thế này, này. Để em lâu lâu sơ sơ cho mọi người xem. Đẹp quá đẹp, lâu sơ sơ thôi là thấy nhức nách rồi. Quá đẹp, quá đẹp luôn, tuyệt đẹp. Này về vệ sinh ra ha, tuyệt vời luôn. Đó, đủ đồ, tuyệt đẹp. Con này em nói là phát cước, phát cước, phát cỏ là không có chê đâu được ha. Bình xăng zin đó luôn, máy ba lô nha. Rất là mới. Nói chung mọi người vệ sinh ra là không có chê gì đâu hết. Con này về chỉ việc đổ xăng vô là vệ sinh cái chế cháy da này là dùng thôi. Mà tiếng nổ của nó giòn lắm mọi người. Dòng Shindewa tiếng vỗ của nó giòn mà nghe đã tai lắm. S35 nha. Con này là SK35F 35cc nha, nồng 36 đến 38 ly. Tay lái công tắc ở trên này luôn. Tay cầm, cần, đầu bò. Tâm rơi ha. Con này thì anh em mua thì cũng biết giá nó khá là cao, dọn khá là cao tiền. Thì con này em để cho mọi người giá là 1,4 triệu nha mọi người ha, 1,4 triệu nha. Này là bao hơi luôn nha, em bao hơi 1,4 triệu, không bao ship nha. Máy thì về đủ đồ, về sao bán vậy nha, chưa có dọn nha mọi người, về tự mình dọn. Thì hiện tại thì cái cần này thiệt sự là ai có nhà xe thì cho, thì cho em số điện thoại nhà xe á, thì em gửi nhà xe cho nó nhanh, chứ còn giờ chờ Viettel nó khá là lâu mọi người. Em đang đau đầu chuyện Viettel đây nha mọi người. Rồi S35 phát cước thì cực kỳ sướng rồi, đẹp quá đẹp mà, mới tân luôn. Mấy dòng này mà về nó không đẹp là nó bong hết rồi, mà nước sơn zin của nó đẹp. 1,4 triệu nha, không bao ship, chưa có dọn nha. Máy này thì nói chung dòng này thì nó rất bền, khó chết. Cái này phụ tùng khá là nhiều.